Hello mọi người, mình là Đạt, hiện tại mình đang học lớp Master Writing. Chào mọi người, mình là Thi, mình đang là học viên của lớp Master Writing. Chào mọi người, mình tên là Trâm Anh, hiện là học viên của lớp Master Writing của giáo viên Duy Lâm tại The Art Workshop. Dạ, em tên là Mỹ Linh, hiện tại em đang học khóa Master Writing của thầy Duy Lâm tại The Art Workshop. Thì tổng quát là bốn kỹ năng của mình đều lên, nhưng mà mình ấn tượng nhất là về cái việc writing của mình đã lên kiểu như một cái tầm cao mới. Tại vì trước đây mình rất là struggle với cái việc mà phải tìm đủ mọi cách để học writing á, thì mình thấy sau cái lớp master này thì nó đã cải thiện được rất là nhiều. Thì trong bốn kỹ năng thì kỹ năng mình thấy khó khăn nhất là writing, kiểu là mình không tìm được cái cách tiếp cận tốt và mình thấy hơi mông lung. Và sau khi mình học ở lớp Master Writing thì mình có được cái cách tiếp cận dễ dàng hơn, và mình nghĩ cái điều đó đã làm cho mình cải thiện rất là nhiều về kỹ năng. Em thấy sau khi học tại TIL thì trình độ của em có tiến bộ rõ rệt. Vì trước đó thì em chỉ biết chung chung về tiếng Anh, chứ em chưa có biết thực sự là cụ thể về ví dụ như là cấu trúc bài thi writing hoặc là những cái kiến thức liên quan tới IELTS. Thật ra là tại vì em học Master Writing cho nên là những cái về reading với listening thì em cũng nắm, em nghĩ là cũng khá là ổn. Nhưng mà cái writing của mình thì trước khi học TIL thì em sẽ hay lên mạng coi những cái bài mẫu, và em sẽ không hiểu làm sao để người ta viết được như vậy. Thì tới khi mà học thầy Duy Lâm thì em mới biết được là phân tích và học được từ những bài mẫu, và để mình làm sao mình hình thành cái tư duy mới để mình có một cái mở bài hoặc là một cái thân bài tốt hơn. Mình cảm thấy cái cách mà kiểu như là sắp xếp cái bài giảng nó rất là hay luôn. Cái cách tiếp cận rất là phù hợp cho bốn kỹ năng. Mình được hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, là từ giáo viên, từ Learning Studio và từ các bạn trợ giảng. Em đã có một cái cách tiếp cận thông minh và hợp lý hơn với bài thi writing, đặc biệt là về mặt thời gian và về mặt kiến thức, vì nó bắt buộc là em phải đọc về những cái kiến thức xã hội mới có thể làm được bài thi. Trong cái buổi học đầu tiên của TIL thì thầy Duy Lâm có một cái bài Task 2, đó là về việc tăng thuế thức ăn nhanh để giúp cho cải thiện sức khỏe của cộng đồng. Thì cái cách ban đầu tất cả học viên sẽ được chia thành nhiều nhóm, và mỗi nhóm sẽ có những cái dàn ý khác nhau, và tụi em tiếp cận vấn đề một cách rất là phức tạp. Cho đến khi mà thầy đưa ra một cái dàn bài mới, một cái đoạn chỉ có 4 câu thôi, nhưng mà nó rất là đơn giản, và em cảm giác là thì ra là nó đơn giản hơn mình nghĩ, và mình không có nên suy nghĩ lại cái lối mòn tư duy cũ nữa. Thì em nghĩ nó giúp ích được cho em trong cái việc là writing sau này khi em đi thi. Rất là nhiệt tình luôn, kiểu như là mỗi người thì sẽ có một cái cách gây ấn tượng với học viên riêng, nhưng mà nhìn chung là ai cũng rất là nhiệt tình và tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ kiểu như là học viên. Thì đối với mình, cái việc học ngoại ngữ, ví dụ như là học tiếng Anh, thì mình rất là cần cái nguồn cảm hứng, và giáo viên ở TIL đã làm được cái điều đó. Em thấy giáo viên tại TIL thì rất là tận tình và chu đáo, nhưng mà giáo viên vẫn để các bạn phát triển theo hướng của các bạn, chứ không có ép các bạn một cái khuôn khổ nào hết. Dạ, em thấy thầy Duy Long rất là nhiệt tình. Tại vì tụi em học cái lớp đó là một buổi là 2 tiếng rưỡi, nhưng thầy sẽ dạy thành 3 tiếng. Thầy sẽ dạy đến 9 giờ mới xong. Với lại là trong trường hợp có những bạn nào đó thì thầy sẽ đi mua đồ ăn cho. Nó không có giống cái kiểu lớp học mà truyền thống IELTS mà hồi kia mình đã từng học. Thì kiểu như là các thầy và các cô đẩy rất là mạnh những cái hoạt động mà mặc dù là nó là về IELTS, nhưng mà nó rất là vui, và mình cảm thấy là lúc nào mình cũng đang kiểu như là vừa chơi vừa học á, nhưng mà kiến thức mình cũng vô được rất là nhiều. Theo mình thấy thì cái môi trường ở TIL rất là sôi nổi, và cụ thể là lớp học cũng như vậy, thì nó làm cho cái việc học IELTS từ cái việc rất là khó khăn, thì mình thấy nó rất là enjoy cái việc đi học. Em thấy lớp học truyền cảm hứng học tập rất là tốt, ở điểm là do là lớp có rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, mang lại nhiều cái nguồn năng lượng khác nhau á. Vì vậy mình bắt buộc là phải cởi mở hơn để có thể là học tốt hơn với lại hòa đồng hơn trong lớp. Dạ, em thấy một cái may mắn của em là trong lớp các bạn đều có trình độ tiếng Anh khá là tốt, cho nên là tụi em không chỉ học được những cái tốt từ giáo viên mà tụi em cũng học được lẫn nhau. Tại vì cũng có những bạn là trình độ tiếng Anh rất là ok rồi, nhưng mà do là mấy bạn muốn đạt điểm cao hơn nữa nên vẫn đi học. Em vẫn có thể học được rất nhiều từ những bạn đó.
IELTS overall là 8 chấm, nếu mà hơn thì 8.5. Mình cũng nhắm tới việc writing mình phải trên 7. Overall của mình là 7.5, thì mình muốn sau khóa học mình sẽ được 8. Và cụ thể writing có lẽ là 7 trở lên. Em dự định là sắp tới thang điểm đầu ra của em là 7.5 cộng. Dạ, 7.5 cộng. Thực sự là IELTS nó là một cái gì đó không phải dễ, cho nên mọi người cần phải có một cái kiểu như là cách học hiệu quả và đặc biệt là tìm cho mình một cái trung tâm uy tín. Thì đối với mình thì ví dụ như là DI Workshop là một trung tâm rất là uy tín. Thì mọi người có thể tham khảo những cái khóa học ở đây để mà nâng điểm IELTS của mình. Mình nghĩ là quá trình học IELTS nó là một cái quá trình khá là dài và khó, thì phải cần thời gian mới có thể cải thiện được. Thì mình nghĩ là mọi người đừng nên quá đặt nặng cái việc mình phải nâng ban trong một thời gian ngắn, mà mình hãy enjoy, thì cái điều đó nó sẽ làm mình cải thiện kỹ năng một cách hiệu quả hơn. Em nghĩ là để học IELTS thì đầu tiên mình phải bắt đầu từ bản thân mình. Mình phải xác định được mục tiêu là gì. Sau đó thì em nghĩ là mình nên tìm đến những cái trung tâm, như trong trường hợp của em là The IELTS Workshop, để có thể hỗ trợ bản thân của mình được tốt hơn trong quá trình ôn luyện. Em nghĩ là sẽ có hai đối tượng. Một đối tượng là bạn chưa có vững về IELTS, thì thay vì như em hồi trước là sẽ tự học ở nhà thì em thấy khá là lâu. Cho nên nếu các bạn muốn tiết kiệm thời gian, các bạn hãy đến The Workshop để được hướng dẫn cặn kẽ hơn, với lại đây có đội ngũ trợ giảng nữa thì cũng dễ để support cho các bạn. Còn những bạn mà muốn đạt điểm band 8 trở lên chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể cân nhắc những cái khóa master giống như em đang học.